Chủ tịch An Giang chỉ đạo khẩn về quản lý khoáng sản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành tăng cường quản lý khai thác, công an lập chốt kiểm soát nguồn vật liệu xây dựng sau khi một số tổ chức, cá nhân sai phạm. Ngày 30 tháng 8, cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa ký văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, quản lý chặt chẽ nguồn vật liệu trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch tỉnh An Giang nhìn nhận, trong thời gian qua, dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, quản lý chặt chẽ nguồn vật liệu xây dựng, nhưng vẫn còn một số tổ chức, cá nhân sai phạm. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đo đạc, kiểm tra ngay địa hình đáy sông, đánh giá trữ lượng còn lại của tất cả các khu mỏ các sông, dự án nạo vét kết hợp thu hồi khoáng sản, báo cáo quy trình cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản, nạo vét kết hợp thu hồi khoáng sản, đồng thời kiểm tra, rà soát các giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đã cấp và các quyết định, văn bản cho phép thu hồi khoáng sản. Đề xuất chấm dứt ngay việc khai thác khoáng sản tại các khu vực không đủ điều kiện. Đặc biệt, khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về phương án phân bổ nguồn vật liệu xây dựng nhằm đáp nhu cầu, tiến độ thi công các dự án đường cao tốc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng và Chính phủ. Mặt khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản phải lắp đặt camera trên từng phương tiện khai thác để kiểm soát sản lượng, khối lượng cát tại mỏ, cung cấp số hiệu từng phương tiện đăng ký phục vụ công trình. Dự án cụ thể, lắp định vị, có đường truyền về máy chủ để giám sát. Yêu cầu chủ đầu tư các dự án sử dụng ngân sách báo cáo sản lượng hàng tháng để đối chiếu số liệu từ các mỏ. Nếu phát hiện nguồn vật liệu cung cấp cho các công trình bán ra ngoài thị trường, sớm đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh đóng cửa mỏ, xử lý nghiêm vi phạm, tránh thất thoát ra ngoài. Chủ tịch An Giang cũng đề nghị công an tỉnh khẩn trương thành lập các chốt kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi khai thác khoáng sản không đúng quy định. Trước đó, ngày 24 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang với cáo buộc nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định, ông Trần Anh Thư với cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ Cát Mỹ Hiệp Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới. Cá nhân ông Trần Anh Thư nhận tiền và lợi ích vật chất từ ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68 với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.